Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại video của Nha Khoa Hùng Cường. Trong thời gian vừa qua, Nha Khoa Hùng Cường nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ quý khách hàng gửi đến hòm thư của Nha Khoa. Và qua video này, Nha Khoa Hùng Cường sẽ giải đáp những câu hỏi của các bạn nhé. Chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, trong thời gian vừa qua thì Nha Khoa Hùng Cường nhận được rất là nhiều câu hỏi thắc mắc đến từ quý khách hàng. Và với câu hỏi đầu tiên đến từ một vị khách hàng, bạn có câu hỏi là tại sao trong quá trình phẫu thuật đấy ạ, bác sĩ lại không thực hiện mặc áo blue trắng, lại chuyển sang là mặc áo phẫu thuật màu xanh? Thì qua video này bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc cho bạn được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, rất cảm ơn về câu hỏi của bạn khách hàng đã gửi về đến hòm thư của Nha Khoa Hùng Cường. Và hôm nay mình sẽ xin chia sẻ về vấn đề này. Như các bạn đã biết, khi vào phòng khám chúng ta sẽ nhìn thấy các bác sĩ và y tá sẽ mặc đồ màu trắng, vì đồ màu trắng sẽ làm cho khách hàng nhìn các bạn nhân viên y tế sẽ sạch sẽ và tươm tất hơn, và cũng sẽ tạo lên một cái cảm giác thoải mái cho khách hàng. Đây là một vấn đề về thị giác mà bác sĩ phẫu thuật thường xuyên tiếp xúc với máu và các dịch tiết của người bệnh, thì màu đỏ sẽ làm cho não chỉ huy lúc nào cũng rất là căng thẳng. Mà khi nhìn màu đỏ liên tục thì khi nhìn qua một không gian khác, gần như mắt của phẫu thuật viên cũng như là nhân viên phòng mổ sẽ giảm thị lực, cũng như là vấn đề về điều tiết của thị giác sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó, màu xanh lá cây cũng như màu xanh lam là một màu tương phản của màu đỏ, thì màu này giúp cho bác sĩ phẫu thuật cũng như nhân viên y tế trong phòng mổ khi mà đang phẫu thuật thì mắt nó sẽ được làm dịu hơn, giảm cái stress hơn, tăng cường độ thị giác cũng như là tăng cường sự phân biệt màu sắc của màu đỏ, sắc thái của màu đỏ trong khi phẫu thuật. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Hà vừa đã giải đáp những thắc mắc của khách hàng đã gửi đến hòm thư của Nha Khoa. Và câu hỏi tiếp theo đến từ một vị khách hàng tiếp theo ạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo đó chính là tại sao trong quá trình mà bác sĩ thực hiện phẫu thuật đấy ạ, thì những trang sức cá nhân của bác sĩ lại không được đem vào phòng mổ, thì bác sĩ có thể giải đáp cho mọi người biết được không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn khách hàng. Và câu hỏi này cũng rất là hay. Mình xin phép trả lời là điều đầu tiên là khi mang những cái vật dụng này trên người thì sẽ làm tăng cái nguy cơ lây nhiễm cho bệnh nhân. Với một vật dụng trên tay, cụ thể là nhẫn, thì khi chúng tôi rửa tay để vào phẫu thuật cũng như là làm các thủ thuật về bên gây mê hồi sức, với các vật dụng này dù có rửa tay kỹ sẽ vẫn có tồn tại những nguy cơ cao là vẫn tồn đọng những vi sinh vật làm trên những vật dụng này. Nên là vì an toàn bệnh nhân và giảm thiểu tối đa tỷ lệ nhiễm trùng khi phẫu thuật thì chúng tôi buộc phải tháo tất cả những vật dụng cá nhân. Cảm ơn bác sĩ Hà, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn có những câu hỏi thắc mắc, hãy gửi đến ngay hòm thư của Nha Khoa để có thể được các bác sĩ tại Nha Khoa Hùng Cường giải đáp thắc mắc cho bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những lần video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.